Và xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Anh Em TV. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau review về một cái sản phẩm thiết bị đeo tay thông minh. Đó chính là chiếc Fit Air. Và hiện tại thì đang là 5 giờ 24 phút sáng và hiện tại là mình đang có mặt trên Hồ Tây. À, thực ra là mình đã định rằng là sẽ ngồi ở văn phòng và mình sẽ nói cho anh em thôi. Thế nhưng như thế là không đủ. Thế nên là chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại Hồ Tây để có thể là review chiếc Fit Air này. Rồi vậy thì hà cớ làm sao mà mình lại 5 rưỡi sáng mình mò lên Hồ Tây để mà review cho anh em. Thì việc cơ bản là với một cái thiết bị tập thể dục như này ấy, thì mình muốn rằng là mình sẽ vừa tập thể dục cho anh em mà lại vừa review cho anh em về chiếc Fit Air này. Đấy thì nói chung là ngày hôm nay thì mình sẽ định là đi dọc một vòng Hồ Tây như này. Mà anh em cũng biết rằng là Hồ Tây ấy, thì nó rộng như thế nào rồi đúng không ạ? Vậy thì với mỗi 1.000 bước, mình sẽ nhắc lại là mình sẽ nói cho anh em về một cái tính năng của chiếc Fit Air này. Bắt đầu thôi. Rồi. 2 hours later. Thôi nhá. Nốt lần này lần sau không có cái review gear kiếc gì đâu. Mới chạy một vòng là thế rồi. Này, một vòng Hồ Tây đấy bố ạ. Rồi, cái việc mình biết rằng ấy là chiếc Fit Air này là một những sản phẩm cực kỳ hot trong thời gian vừa qua, rất là nhiều anh em băn khoăn về cái thiết bị vòng đeo tay thông minh này. Thế nên nếu anh em nào mà quan tâm tới sản phẩm này thì anh em có thể truy cập ngay vào website của selfnet.com.vn. Và đường link thì tất nhiên là mình vẫn sẽ để cho anh em một cái đường link rất gọn gàng ở phía bên dưới, anh em có thể tham khảo thêm ở chỗ ứng cửa hàng của Selfnet nhá. Rồi, và chúng ta đã đến với lại 1.000 bước đầu tiên. Đây là 1.228 bước rồi. Và cái đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho anh em đó chính là về phần thiết kế. Thì thiết kế của chiếc Air này thì nó rất là đơn giản. Vậy thì cái đơn giản này nó sẽ giúp chúng ta như thế nào? Nó sẽ có hai cái lợi thế. Cái lợi thế đầu tiên đó chính là về mặt thẩm mỹ, thì anh em cũng thấy rằng là nó sẽ phù hợp với lại hầu hết các loại outfit của chúng ta. Và cái lợi thế thứ hai ấy, đó chính là với một cái dây cao su như này thì chúng ta sẽ không bị đau tay. Và mình đã đeo từ sáng đến bây giờ rồi và anh em cũng thấy rằng là tay của mình thì là không hề bị hằn lên. Đấy, với một cái dây cao su như này thì nó rất là mềm mại và nó sẽ làm cho cái da tay chúng ta trở nên thoải mái hơn. Rồi, và một trong những cái điểm nữa về cái phần thiết kế mà anh em cần phải lưu ý đó chính là cái máy này ấy, thì nó sẽ có khả năng chống nước 50m, 5ATM đó. Và đây là một trong những cái điều mà mình thấy khá là cần thiết với lại một cái thời tiết như này, bởi vì mình biết là các anh em bây giờ mà cái thời tiết như này là anh em đi bơi rất là nhiều, thì đây cũng là một trong những cái điều mà anh em cần phải lưu ý. Và bên cạnh đó thì ở phía mặt lưng chúng ta sẽ có một cái cảm biến đo nhịp tim như thế này, và ở phía bên dưới sẽ là hai cái chấu sạc. Và hai cái chấu sạc này tí nữa về văn phòng mình sạc pin là mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho anh em. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi bộ đã nhá, 1.000 bước. Đấy, 1.000 bước tiếp theo là mình sẽ chia sẻ thêm cho anh em. Đi thôi. Hiện tại chúng ta đang là 1.600 bước. Rồi, cố lên nào, cố lên nào. Rồi, và như vậy là chúng ta đã đến với lại cái số bước. Bây giờ là mình đã đi được bao nhiêu nhỉ? Bây giờ mình đã đi được 2.100 bước rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em về phần thứ hai, đó chính là về phần màn hình. Màn hình, cái thứ nhất mà anh em cần biết đó chính là về cái kích thước của cái màn hình này. Kích thước của màn hình này nó rất là bé, nó chỉ là 0,47 inch thôi. Đây cũng là một trong những cái thiết kế mà nó rất là nhỏ nhắn xinh xắn như này đúng không ạ? Và cái màn hình này nó sẽ là màn hình đơn sắc nha anh em, chứ không phải là màn hình màu, màn hình cảm ứng như là chiếc Galaxy Fit. Nếu như mà anh em nào mà muốn màn hình cảm ứng ấy, thì anh em có thể lựa chọn chiếc Galaxy Fit. Và bên cạnh đó thì mình cũng thấy rằng đây là một cái lợi thế, bởi vì là anh em có thể lựa chọn là chạm bất kỳ chỗ nào trên chiếc Galaxy Fit Air đều có thể hiện lên được thông tin. Đấy, không nhất thiết là phải chạm đúng vào phần cảm ứng ở trên màn hình. Rất ok đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp 1.000 bước nữa và mình sẽ review tiếp cho anh em. Rồi, và như vậy chúng ta đã đến với lại tới 3.000 bước. Trời ơi, thực sự là một cái kỷ lục. Sắp được 4.000 bước rồi anh em ạ. Và về cơ bản là từ nãy giờ là mình đi bộ nhiều quá, thành ra là chưa có dịp là chia sẻ kỹ hơn cho anh em về những cái phần mềm cũng như là kết nối của chiếc Fit Air. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Và về cơ bản là khi mà chúng ta mua Fit Air này về á, là với những cái ứng dụng Android, với những cái thiết bị Android thì chúng ta sẽ phải cài thêm một cái ứng dụng nữa, đó chính là Galaxy Wearable. Đây, nó là cái ứng dụng như này. Còn nếu anh em nào mà đang sử dụng iPhone ấy, thì anh em hãy tải cái ứng dụng Galaxy Fit. Và trong cái ứng dụng này á, là chúng ta sẽ có thể theo dõi được về những cái thông tin, ví dụ như là về pin của chiếc Fit Air. Chúng ta có thể theo dõi được về thời tiết này, về báo thức này, cũng như là điều chỉnh được cái chế độ rung. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ còn có thêm những cái giao diện, hay gọi là những cái trang, hay gọi là những cái widget ấy. Và khi mà chúng ta bấm vào cái widget này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái trang. Ví dụ như ở đây chúng ta có là số bước chân này, chúng ta có calorie này, thời tiết này, hay là lịch này. Và thêm một cái nữa mà mình cũng phải nhắc lại cho anh em như thế này, đó chính là
cái về cái mặt đồng hồ ấy, chúng ta có thể là thay đổi được cái mặt đồng hồ mà chúng ta muốn. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái mục gọi là watch face, và chúng ta sẽ có 6 cái mặt đồng hồ để cho chúng ta tùy chỉnh. Ví dụ chúng ta có ra nhịp tim này, hay là giờ này, nhịp tim hay là bước chạy, nói chung là rất là nhiều để cho anh em muốn sử dụng mặt đồng hồ nào thì anh em hãy thay đổi ở đây. Rồi và đó là 3.000 bước tiếp theo, chúng ta sẽ đến với lại 4.000 bước. Ok, và như vậy chúng ta đã đi được 4.000 bước. Đây, mình sẽ show cho anh em xem. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta đi được 4.200 bước rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại địa điểm tiếp theo. À, tự nhiên lại có điện thoại, anh cameraman đưa điện thoại cho em rồi. Alo anh à? Vâng, em đang trên Hồ Tây quay phim này. Thì ông buồn cười nhỉ, dậy sớm thì mới có mặt trời mà quay chứ. Vâng, anh cứ bình tĩnh nhá, tí em về em nhắn cho nhá. Ok, rồi ok. Rồi anh em vừa thấy rằng là mình vừa mới nhận cuộc gọi đúng không ạ? Thế nhưng mà điện thoại thì mình lại không để trong túi. Trong túi mình lại không có bất kỳ một cái điện thoại nào cả. Thế nhưng mà làm thế nào mình không để nó trong túi mà mình vẫn biết rằng là có cuộc gọi? À, đó chính là khi mà chúng ta kết nối với FitAir với lại cái thiết bị di động của chúng ta, là những cái thông tin về cuộc gọi này cũng như là về tin nhắn, Instagram, Facebook các thứ là nó cũng sẽ hiện lên trước FitAir chúng ta. Ví dụ như này, đây mình đã có một tin nhắn từ 1525 chẳng hạn. Đó là nó sẽ thông báo cho mình luôn. Tuy nhiên như mình có nói ở đầu video á, là cái màn hình này nó là cái màn hình đơn sắc, và về cơ bản là cái kích thước của màn hình này nó rất là bé, nó chỉ có 0.47 inch thôi. Thành ra là những cái nội dung tin nhắn bên trong, ví dụ như kiểu là có về nhà ăn cơm không còn chờ, ví dụ như vậy thì là nó sẽ không hiện lên, mà nó chỉ hiện đúng duy nhất một cái, đó chính là tên người gửi, tên người gọi đến, thế thôi. Và như vậy thì mình vừa mới chia sẻ cho anh em xong về cái thứ tư, đó chính là về cái thông báo cũng như là nhận cuộc gọi. Chúng ta sẽ đến với lại địa điểm tiếp theo. 5.000 bước. Thế sao mình làm cái trò này? Đáng lẽ là chỉ cần ngồi ở văn phòng thôi, ngồi văn phòng thôi, xong rồi review cái đề được rồi. Nhưng mà chạy lên Hồ Tây làm gì không biết. Rồi nào, hiện tại là bây giờ chúng ta đang có 5.000 bước. Nhưng mà không, chưa đủ, chưa đủ. Lên Hồ Tây là phải được 6.000 bước. 6.000 bước rồi, mình sẽ nói tiếp cho anh em về cái tính năng cuối cùng. Đi nhá. Từ từ. Đi ngày chứ. Sao đây? Rồi, step. Target reach. 6.000 bước rồi anh em ơi. 6.000 bước rồi. Và trong cái 6.000 bước cuối cùng này thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái phần cuối cùng của chiếc FitAir, đó chính là về thời lượng pin. Và cái thời lượng pin thì bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem ở cái ứng dụng Galaxy Wearable để cho anh em xem rõ hơn. Hiện tại là mình đã sử dụng từ sáng đến bây giờ, từ 5 giờ sáng cho tới là 8 rưỡi sáng, nghĩa là 5... mấy nhỉ? Đó, bây giờ không tính toán được, 3 tiếng rưỡi. Chúng ta tụt 8% pin. Và theo như Samsung có quảng cáo rằng là cái FitAir này thì nó có thể là hoàn hảo trụ chúng ta được khoảng 2-3 ngày. Và bây giờ thì 3 tiếng rưỡi nó chỉ sụt khoảng 8% pin thôi, thực sự vẫn là rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thế nhưng còn một phần cuối cùng nữa, và bây giờ thì chúng ta sẽ về văn phòng. Thứ nhất là uống nước, và thứ hai là mình sẽ chỉ cho anh em mấy quả. Tuy nhiên còn một phần cuối cùng nữa, đó chính là bây giờ chúng ta sẽ về văn phòng để mình có thể chỉ cho anh em cái cách sạc chiếc FitAir này. Bởi vì ý, là cái chấu đằng sau này nó không phải là chấu nam châm nha anh em. Đấy, anh em lưu ý cho mình. Bây giờ chúng ta sẽ về văn phòng để mình show cho anh em về cái cách sạc của chiếc FitAir nhá. Đi thôi. Thôi nhá. Nốt lần này lần sau không có review gear gì đâu. Mới chạy một vòng là thế rồi. Này, một vòng Hồ Tây đi bố ạ. Hey, xin chào tất cả anh em. Bây giờ là mình đã về văn phòng rồi. Và đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái cuối cùng của video ngày hôm nay. Đó chính là sạc pin trên chiếc FitAir. Và như mình đã nói ở đầu video ấy, là chiếc FitAir này thì nó sẽ không phải là sạc pin nam châm, nghĩa là anh em sẽ không thể nào mà bụp cái dính luôn vào cái đốc sạc, mà chúng ta sẽ phải dùng lực một chút. Ở đây mình sẽ cho anh em xem thử nhá. Bấm vào như này. Đó, anh em có nghe tiếng không ạ? Bây giờ mình sẽ làm lại cho anh em nghe thử nhá. Đấy, rất là nhanh, gọn, nhẹ. Và chiếc FitAir này của mình nói chung là cái dung lượng pin của nó là cũng đang rơi vào tầm khoảng hơn 90%, mình đã show cho anh em vào lúc nãy rồi. Và nói chung là đây là một cái dung lượng pin nó khá là tốt, bởi vì là trong cái quá trình mà mình sử dụng mình đã chạy khá là nhiều.
mình xem cái thiết e này cũng khá là nhiều, thế nhưng mà nó vẫn còn tới hơn 90%. Và rõ ràng là với một cái dung lượng pin như vậy là chúng ta có thể là hoàn toàn sử dụng khoảng 2 ngày, thậm chí là hơn 2 ngày nếu như mà anh em nào không sử dụng quá nhiều. Rồi còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về chiếc thiết e này? Và rõ ràng là mặc dù chúng ta không thể nào mà đi hết một vòng Hồ Tây trong buổi sáng hôm nay được, thế nhưng mà trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đã sử dụng rất là nhiều những cái tính năng cũng như là tác vụ trên chiếc thiết e này, đúng không ạ? Vậy còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về chiếc thiết e này thì anh em hãy comment phần bên dưới cho mình nhé. Và đừng quên là hãy bấm like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của anh em TV. Và cảm ơn anh em đã xem đây. Và đặc biệt là nếu anh em nào mà đang quan tâm tới chiếc thiết e thì anh em có thể truy cập ngay vào website của selfnet.com.vn. Và đường link thì mình sẽ như thường lệ đặt cho anh em ở phía bên dưới. Và hiện tại thì chiếc thiết e này đang được bán với mức giá là rơi vào tầm khoảng 900.000 tại chuỗi thông cửa hàng của Selfnet. Thế nên nếu anh em nào quan tâm, click vào link bên dưới để tham khảo thêm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video lần sau mình lượn đây. Cắt. Xong. Yeah. Xong rồi.